thì dạng sau gọi là giảm đông nhé. Và từ cái hiện tượng tắc vi mạch cho đến những cái hiện tượng mà giảm các cái giảm huyết áp. Giảm huyết áp này là do những cái cơ chế của rất nhiều các cái cytokine dẫn đến giảm trương lực thành mạch, dẫn đến giãn mạch. Thì tất cả các cái yếu tố từ việc tắc vi mạch cho đến giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch, rồi dẫn đến rồi tụt huyết áp, dẫn đến giảm tế máu tổ chức nói chung. Khi giảm tế máu tổ chức thì tất cả các cơ quan từ ngoại vi cho đến các cái nội tạng đều gây giảm tế máu và dẫn đến suy đa tạng. Chúng ta thấy là những dấu hiệu mà giảm tế máu tổ chức đầu tiên là gì ạ? Là bắt đầu có hiện tượng huyết áp tâm thu bấp bênh 90 dưới 90, bù dịch sau đó không lên, rồi da đầu chi lạnh, dấu hiệu gì ạ? Các cái dấu hiệu đổ đầy đấy, đổ đầy mao mạch refilling thì nó kéo dài. Chúng ta thấy là các dấu hiệu chúng ta khám vào các đầu ngón tay, ấn vào các đầu ngón tay, refilling đổ đầy các cái mao mạch bình thường nó chỉ dưới 10-15 giây, nhưng khi mà nó thiếu máu, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bấm và khám vào đầu ngón tay, chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Là hiện tượng mà trở lại hồng nó sẽ kéo dài hơn tới sau trên 20 giây, 30 giây. Đấy gọi là dấu hiệu thiếu tưới máu của các cái tổ chức ngoại vi. Khi thiếu tưới máu của các tổ chức sâu hơn như là các nội tạng trong các cơ quan trong cơ thể, thiếu máu thận, thiếu máu ruột, thiếu máu phổi, thiếu máu não, thì tất cả những cái đấy đều gây ra chiều, thì chúng ta thấy là gì ạ? Ví dụ như là thiếu oxy của thiếu oxy não thì đấy là dấu hiệu sẽ gây ra lú lẫn, là một trong các dấu hiệu rối loạn cơ quan đầu tiên mà đưa vào cái quick sofa. Huyết áp tụt thì người ta lấy rất sớm, từ huyết áp tâm thu dưới 100 là bắt đầu được tính trong quick sofa rồi. Nhịp thở nhanh chứng tỏ là gì ạ? Là cơ thể nó thiếu oxy ở các cái mô, tất cả các tổ chức nó đòi hỏi cơ thể phải phản ứng bằng cách là thở nhanh lên trên 2 lần. Thì đấy là những cái cơ chế sinh mệnh học nó lý giải ra những cái triệu chứng lâm sàng. Mà các triệu chứng lâm sàng này chính là phản ánh tình trạng suy giảm chức năng các cơ quan. Thì tóm lại là cơ chế sinh mệnh học là có sự tham gia của vai trò tham gia gây bệnh của tất cả các cái tác nhân gây bệnh thông qua nội độc tố, ngoại độc tố, thông qua phản ứng miễn dịch cơm tế bào, rồi thông qua cái cơ chế là từ tác nhân gây bệnh những cái cytokine giải phóng từ các miễn dịch tế bào. Nó dẫn đến là gì ạ? Là hoạt hóa các yếu tố và tắc vi mạch. Rồi từ cái cơ chế hoạt hóa yếu tố tắc vi mạch, rối loạn đông máu cho đến những cái cơ chế của là tăng các cytokine gây giãn mạch, tăng tính thấm, rất nhiều thứ khác nữa, thì nó sẽ dẫn đến một cái thiếu oxy, thiếu tươi máu tổ chức. Và cái thiếu oxy, thiếu tươi máu tổ chức này nó gây ra triệu chứng chung toàn bộ cho cơ thể. Thì từ nhiễm trùng, từ các tác nhân nhiễm trùng đến hiện tượng nhiễm trùng thì chúng ta biết rồi, nói đi nói lại nói mãi đúng không ạ, thông qua cái hội chứng viêm, thông qua các tác nhân gây viêm. Và khi cái hội chứng nhiễm trùng của cơ thể nó vượt qua cái vị trí cư trú của cơ thể mà nó đã phát tán bằng các cái đáp ứng viêm toàn thân, thì khi đấy cơ thể sẽ hoặc là sẽ phải hệ thống miễn dịch sẽ phải gồng mình lên để đáp ứng với tác nhân viêm, hoặc là mất kiểm soát thì dẫn đến hiện tượng là bệnh nặng hơn. Thì chúng ta thấy rất đơn giản thôi, tại sao một người cùng là viêm đường tiết niệu hoặc là một người cùng là viêm túi mật. Viêm túi mật thì nó quá lớn rồi. Thì tôi nói rất một cái đơn giản thôi, là một người như là viêm đường tiết niệu hay một cái chín mé, một cái nung mủ ở ngón tay. Nhưng tại sao người đái tháo đường thì có thể rất nhanh chóng dẫn đến viêm toàn bộ ngón tay rồi cẳng rồi bàn tay và thậm chí đều sốc rất nhanh. Nhưng với một người khỏe mạnh, hội chứng hệ thống miễn dịch bình thường thì thậm chí là có thể là người ta tự khỏi hoặc người ta phải chỉ dùng kháng sinh thôi. Thì lúc đấy là cái gọi là cái ranh giới giữa cái phản ứng đáp ứng viêm của cơ thể với tác nhân nhiễm khuẩn nó hoàn toàn phụ thuộc vào rất nhiều cái khả năng của cơ thể, mà cho bây giờ cũng không lý giải được, chỉ biết là mất cân bằng giữa hội chứng gây viêm và hội chứng đáp ứng viêm. Tất nhiên là vi khuẩn, thì nếu vi khuẩn cái độc tính nó càng cao đấy, tại sao những con não mô cầu chẳng hạn hoặc là con liên cầu lợn đấy, streptococcus, thì người ta nói đến là nó gây bệnh rất là nhanh, bởi vì các cái nội độc tố, ngoại độc tố nó có tính chất rất là mạnh để tham gia vào quá trình gây bệnh. Hay tại sao ví dụ cái con virus cúm mùa, cúm B thì nó vào cơ thể nó cũng chả gây gì suy cơ quan, nhưng tại sao con cúm A hoặc là con coronavirus bây giờ thì nó lại gây ra những cái hội chứng đáp ứng viêm và suy đa tạng như thế? Thì hoàn toàn đây là cái hiện tượng đáp ứng viêm
của chống viêm của cơ thể với cái của vật chủ là của cơ thể với tác nhân gây bệnh. Đấy. Thì đấy là và khi cái quá trình mà đáp ứng viêm thì chúng ta thấy sản xuất rất nhiều các cái interleukin trong máu mà trong các rất nhiều các cái bài chúng ta nghe thấy từ rất nhiều interleukin có hại và interleukin gây viêm. Tôi giới thiệu luật thêm luôn là cái thang điểm SOFA này. Quick SOFA chúng ta học rồi. Thang điểm SOFA thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang sử dụng ở các bắt đầu được trong bệnh phòng, ở những cái khoa có đơn vị bệnh nhân nặng hoặc là khoa hồi sức. Thì quick SOFA được tính bằng 6 tạng: hô hấp, đông máu, gan, tim mạch, thần kinh trung ương và thận, với điểm từ 0 đến 4. Tất nhiên là như chúng ta thì chỉ những người bình thường chả có điểm nào cả. Còn với bắt đầu tăng thêm 2 điểm bất kể tạng nào thì đấy là hiện tượng bắt đầu có suy chức năng cơ quan. Ví dụ như hô hấp thì người ta dùng tỷ lệ PaO2 trên FeO2, bình thường chúng ta biết rồi. PaO2 100, FeO2 khí trời là 0,2 thì có nghĩa rằng PCF chúng ta là 500. Đông máu thì lấy tiểu cầu trên 150.000 là bình thường. Gan thì lấy bilirubin là tính bằng micromol dưới 20. Đấy, dưới 20 là bình thường. Từ 20 đến 32 là 1 điểm, trên 32 trên 33 micromol lít là 2 điểm. Tim mạch thì lấy bằng con số tuần hoàn huyết áp. Đấy, ví dụ bắt đầu huyết áp trung bình động mạch dưới 70 thì đã được tính là SOFA 1 điểm. Còn nếu bắt đầu phải duy trì thuốc vận mạch Dobu hoặc là Dopa với liều 5 microgram thì đã là 2 điểm. Glasgow thì cũng tương tự như thế, 2 điểm, nếu Glasgow là 10 đến 12 điểm. Thận thì người ta lấy bằng creatinine hoặc là thể tích nước tiểu, nhưng phần lớn lấy bằng creatinine. Thì ví dụ creatinine máu trên 171 micromol đến 299 đã là SOFA 2 điểm. Các bạn chú ý cái bảng điểm này chúng ta có thể download trên mạng, chỗ nào cũng có, chỉ cần đánh vào điểm SOFA hoặc SOFA score là thấy ngay cái bảng này. Tôi cũng giới thiệu luôn là chúng ta nghe rất nhiều tới cơn bão cytokine, tới phản ứng viêm một cách cấp tính trong cơ thể. Thì đây chính là những cái một số cytokine tham gia vào quá trình gây bệnh, trong một số thôi nhé, chứ không nói hết. Bởi vì là như các bạn thấy là trong vừa rồi trong cái COVID người ta nói rất nhiều đến interleukin 6 và interleukin 17. Interleukin 6 là interleukin gây viêm, interleukin 17 là interleukin chống viêm. Thế là người ta mới tranh cãi về vấn đề điều trị. Thì tại sao tôi giới thiệu một số cái tác dụng cũng như thành phần trong nội phân tử của interleukin, các cytokine, bởi vì nó liên quan tới các biện pháp mà chúng ta vẫn nói là đang điều trị đấy. Thì đây một số cái như TNF alpha là yếu tố hoạt động hoạt hóa tổ chức, interleukin beta 1, interleukin beta 1 alpha 1 beta, interleukin 6, 8, 10, 13. Thì đây chỉ nói những cái interleukin có hại, chứ trong cái bảng này không có interleukin có lợi. Thì trọng lượng phân tử của chúng đây tính bằng kilo danton, tức là 17.000 danton. Interleukin 1 thì 15-17.000. Interleukin 6 23 đến 30.000 danton. Chúng ta biết là một cái ure creatinine nó chỉ có 50-80 danton thôi, mà trong đó interleukin nó toàn những là tính theo đơn vị là tầm mấy chục nghìn. Interleukin 8 6,5.000, interleukin 10 17-21.000. Thì ví dụ trong này tôi chưa nói hết, nó còn có một số cái như là yếu tố hoạt hóa tiểu cầu chẳng hạn, gọi là gì đấy, hoạt hóa tiểu cầu, rồi các yếu tố ức chế cơ tim, MDF, rất nhiều yếu tố. Thì những cái đấy trọng lượng phân tử thấp hơn. Thì nguồn gốc của các cái cytokine interleukin đây chúng ta nhìn thấy đây, từ monocyte đại thực bào hay là từ nguyên bào sơ, tóm lại là toàn bộ từ cái hệ thống miễn dịch tế bào. Và các tác dụng của chúng đây, tác dụng gây viêm đây, với TNF alpha hoạt tử tổ chức thì gây mạch nhanh, hạ huyết áp, sốt, tăng bạch cầu. Interleukin 6 thì sốt, hụt huyết áp, kích thích cái sự phân trưởng của tế bào, của tương bào, của các cái tế bào lai, rồi tạo điều kiện sản xuất ra các IG. Thì những cái đây là các cái chính là các cái tác nhân có những phần lớn những tác dụng gây ra có hại cho cơ thể, gây ra các cái vòng xoắn bệnh lý, các triệu chứng lâm sàng. Thì đấy là giới thiệu một số cái interleukin cytokine mà tham gia quá trình viêm. Vậy thì ảnh hưởng toàn thân với các cái nhiễm khuẩn, sốc nhiễm khuẩn thông qua hội chứng đáp ứng viêm hệ thống, thông qua cái tất cả các cái tác dụng của các cái yếu tố trung gian cytokine interleukin tác động vào cơ thể.
thì gây ra những tổn thương gì? Tổn thương mà trầm trọng nhất đấy là tổn thương giảm tới máu tổ chức, giảm tới máu tổ chức do tắc mạch, do giãn mạch, do tụt huyết áp. Thì rồi do tổn thương vi tuần hoàn chúng ta nói rồi, do đông máu, do tắc vi quản, do tổn thương nội môi. Tổn thương nội môi là tổn thương toàn bộ các cái hệ thống nội môi, là những cái hệ thống nội mô, là các cái chất, các cái tổ chức mô trong cơ thể, rồi độc với tế bào, rồi tế bào chết theo chương trình, rồi đặc biệt là ức chế miễn dịch rất là nhiều. Đấy. Thì và các cái tất cả các cái cơ chế gây bệnh nó biểu hiện ra các cơ quan như tuần hoàn, thì suy tuần hoàn với cái sofa chúng ta nói đấy, tổn thương tuần hoàn, giãn mạch, tăng tính thấm, tụt huyết áp, rồi phổi thì gây ra những cái tắc vi quản, giãn mạch, phù phổi tổn thương, phù phổi thừa dịch trong phổi, rồi tổn thương màng phế nang mao mạch, tổn thương ARDS. Đấy, chúng ta nói rất nhiều các cái viêm phổi do các tác nhân vi khuẩn gram âm, E. coli, rồi các cái phế cầu, rồi liên cầu, cho đến tất cả các cái tác nhân gây viêm phổi nội sinh, ARDS nội sinh, như là tác nhân viêm tụy cấp chẳng hạn, thì các cái độc tố người ta gọi là endotoxin mà xuất phát từ trong chính cái phản ứng viêm cơ thể thông qua đường máu, nó cũng đến, nó gây ra tổn thương ARDS, rồi cũng tắc mạch, cũng giãn mạch ở đường tiêu hóa, tăng tính thấm thành mạch, đến hiện tượng gì ạ, thẩm lậu vi khuẩn vào ống tiêu hóa, rồi tắc vi quản mạch này, vi mạch ở ống tiêu hóa, giãn mạch, rồi cũng tụt huyết áp, thiếu oxy, dẫn đến hiện tượng gì ạ, rồi ruột mất hoạt động, rồi giảm nhu động, rồi liệt ruột cơ năng, rồi có thẩm lậu vi khuẩn rất là nhiều trong đường tiêu hóa vào máu, rồi ứ đọng các cái dịch tồn dư rất nhiều, về ăn không tiêu, tất cả đấy là những cái dấu hiệu của ống tiêu hóa với phản ứng tuần hoàn, phản ứng tắc mạch, phản ứng tổn thương toàn bộ cơ thể. Gan thì giảm thải độc, người ta gọi là các tổn thương tạng trong sốc. Thận thì rất là rõ đúng không ạ, tắc vi mạch, giãn mạch, rối loạn cái điều hòa mạch máu trong thận, dẫn đến tổn thương thận. Rồi khi tổn thương thận thì lại càng làm cho rối loạn nước điện giải, toan chuyển hóa, tăng kali. Não thì cũng như thế, tắc vi quản mạch, rồi thiếu oxy, thiếu tưới máu, rối loạn ý thức. Và tất nhiên là những trường hợp nặng nữa thì có thể là có những cái phản ứng, chúng ta nghe thấy rất nhiều là gì ạ, có những cái phản ứng viêm màng não do vi khuẩn. Thì rất nhiều trường hợp mà chúng ta thấy trong bệnh cảnh của nhiễm khuẩn huyết, bệnh nhân cũng có lú lẫn, có giảm ý thức, sau một số ngày tình trạng nhiễm khuẩn nó đã đỡ, toàn thân đỡ, nhưng bệnh nhân thì không tỉnh hơn, rồi vẫn còn những cái hội phản ứng viêm, vẫn còn hội chứng màng não. Và trong một số trường hợp này thì cũng khám có thể thấy những dấu hiệu cổ cứng hoặc là không rõ, hoặc là cũng thấy bệnh nhân ý thức không tỉnh hẳn, và chúng ta chọc dịch não tủy thì hay thấy là dịch não tủy có tăng một chút, như protein bình thường ví dụ dưới 0,45 thì tăng lên 0,5, 0,6, rồi phản ứng băng đi cũng dương tính, tế bào thì cũng có vài chục tế bào. Thì rất nhiều trường hợp này người ta không bắt được vi khuẩn trong hệ thống thần kinh trung ương. Đây chính là những cái hiện tượng phản ứng viêm tại tổ chức não cũng như là các hệ thống mạch máu não trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng toàn thân, thì chúng ta chú ý. Đây là một cái sơ đồ tiếp cận để chẩn đoán bệnh nhân từ nhiễm khuẩn tới sốc nhiễm khuẩn. Thì khi mà một bệnh nhân nghi ngờ nhiễm khuẩn, ta đến với chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái ổ nhiễm khuẩn ở đâu đấy, ví dụ như là đái bút, đái rát, rồi đau sườn phải, điểm túi mật to, rồi dấu hiệu cái gì, dấu hiệu các cái phản ứng túi mật, rồi rung gan ấn kẽ sườn dương tính, ví dụ thế, rồi thì một cái ho, sốt, khạc đờm đục, thì lúc chúng ta phải xem ngay, đấy là quick sofa. Nếu quick sofa không có thì đương nhiên theo dõi, bệnh nhân đến đưa vào chế độ ví dụ ngoại trú, cho thuốc về, hẹn khám lại hàng ngày. Nếu có quick sofa dương tính tức là hiện tượng sepsis đã có thể chuẩn bị dẫn đến một cái rối loạn chức năng cơ quan rồi, thì tiếp tục là gì ạ, tiếp tục đánh giá, xét nghiệm đánh giá quick sofa. Đấy, khi tất cả những sofa, quick sofa trong tiêu chuẩn cho phép về chẩn đoán là nhiễm khuẩn thì ngay tức là phải bù dịch. Khi đã được định nghĩa là nhiễm khuẩn tức là phải bù dịch. Nhiễm khuẩn là có ổ nhiễm khuẩn có quick sofa trên hoặc bằng 2. Lúc đấy chưa kịp có sofa trên 2 đã phải bù dịch, đã phải điều trị như một tình trạng nhiễm khuẩn mà có dấu hiệu đe dọa tính mạng rồi. Vì thực tế là quick sofa có nghĩa rằng là nhận định cái dấu hiệu đe dọa chức năng, do chức năng cơ quan một cách rất sớm thì ngay tức phải bù dịch. Bù dịch thì bù dịch tất nhiên là đánh giá, bù dịch thì lại rất nhiều cách để đánh giá thế nào là một thiếu dịch, bù thế nào là đủ thì nữa phần sau. Đấy, bù dịch để làm sao huyết áp tâm thu động mạch, như chúng ta thấy quick sofa đấy phải trên 100. Và huyết áp trung bình động mạch trên 65, lactate thì phải không được trên 2.
Còn nếu như có những dấu hiệu mà huyết áp hoặc là lactate trong cái chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn thì khi đấy bệnh nhân sẽ là chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn rồi. Thì nguyên tắc là gì? Nguyên tắc xử trí là trước một nhiễm khuẩn có đe dọa tính mạng hoặc sốc nhiễm khuẩn thì phải xử trí cấp cứu ngay lập tức. Thì có những nguyên tắc là gì? Những cái gói thế giới ta xây dựng những cái gói điều trị sớm, gói điều trị sớm early goal directed therapy, điều trị sớm như trong 1 giờ. Gói điều trị sớm bao gồm những cái như truyền dịch này, sau điều trị sớm 1 giờ, điều trị 3 giờ, điều trị 6 giờ. Cái gói đấy thì nó bao gồm là cái diện là truyền dịch này, rồi thuốc vận mạch này, thuốc tăng cường co bóp cơ tim này, kháng sinh này. Và đây là cái điều trị chung, điều trị toàn bộ nguyên tắc sốc nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn. Một là gói điều trị sớm và chú trọng những cái dịch truyền, thuốc vận mạch, thuốc tăng cường co bóp cơ tim, kháng sinh, rồi một loạt những vấn đề khác chúng ta cũng phải quan tâm như kiểm soát nguồn nhiễm khuẩn, lọc máu, điều trị theo cơ chế sinh miễn học, rồi các cái điều trị corticoid, khi nào thì sử dụng các cái thuốc để sửa chữa toan kiềm, khi nào điều trị các sản phẩm chế phẩm máu, rồi khi nào dự phòng chống loét. Thì đấy là cái điều trị chung. Cái gói người ta gọi là gói điều trị 1 giờ mà trong cái sepsis 3 của 2016 bắt đầu đưa lên đấy là survival sepsis là survival sepsis campaign đấy. Thì điều trị sớm trong 1 giờ là điều trị, mục tiêu là gì? Điều trị sớm hướng đến mục tiêu và ngay tại các khoa hồi sức, khoa cấp cứu cũng như là các phòng bệnh nhân nặng. Thì những trường hợp đấy phải làm cái gì? Chúng ta hay nói với nhau là gì? Bệnh nhân vào viện phải ABC, phải CPA, có nghĩa rằng là gì? Ngay lập tức phải cho bệnh nhân nằm lên giường, đặt đường truyền, đặt hai đường ven tĩnh mạch lớn, làm xét nghiệm lactate, lấy máu cấy ngay lập tức trước khi sử dụng kháng sinh. Sau những cái động tác như là cắm đường truyền, tĩnh mạch lớn, lấy máu cấy máu, làm đo lactate máu, rồi truyền dịch, thì trước mấy cái động tác như thế thì lập tức là thầy thuốc đã phải nghi ngờ, đã phải đi tìm hoặc là tìm ổ nhiễm khuẩn, rồi từ cái ổ nhiễm khuẩn đấy đã bắt đầu áp dụng điều trị kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm. Thì cái này các bạn biết rồi, ví dụ như một cái bệnh nhân mà nhiễm huyết niệu chẳng hạn, tiết niệu chúng ta hãy sử dụng nhóm gì? Quinolone, amino, glycosid. Với phụ nữ có thai, trẻ em thì có thể kết hợp với cephalosporin, ví dụ thế. Thế rồi thì một cái viêm màng não chẳng hạn, thì viêm màng não điển hình thì người ta hay dùng những cái gì? Vi khuẩn gram âm kết hợp gram dương, có thể những cái thế hệ 3 cộng với những cái như gram dương như vancomycin. Thì tùy theo cái định hướng ổ nhiễm khuẩn mà sẽ có những định hướng về kháng sinh theo kinh nghiệm. Thì và từ bắt đầu điều trị, bắt đầu truyền dịch. Dịch truyền đầu tiên nói đến là dịch tinh thể, là dịch natri clorua 9 phần nghìn với cái truyền ban đầu là 30 mg/kg cân nặng ngay lập tức trong tiếng đầu tiên nếu bệnh nhân có tụt huyết áp, hoặc là ngay cả khi lactate trên 1 đã phải truyền dịch rồi. Đấy. Và với bốn cái động tác như là cấy máu, dùng truyền dịch, dùng kháng sinh mà huyết áp sau những cái động tác như thế mà huyết áp vẫn không lên, tức là huyết áp trung bình động mạch vẫn dưới 90, huyết áp cho động mạch tâm thu động mạch dưới 90, trung bình động mạch dưới 65, thì khi đấy đã bắt đầu phải dùng ngay các thuốc vận mạch. Mà cái vận mạch đầu tiên người ta dùng là thuốc alpha co mạch, noradrenaline hoặc dopamine. Một dopamine các bạn chú ý là cái liều phải trên 7 mg. Thì đấy là cái gói người ta gọi là gói điều trị sớm trong 1 giờ. Và chúng ta cứ tưởng tượng là nếu chúng ta có bệnh nhân tại bệnh phòng thì bắt buộc các bạn phải làm được những động tác này trong 1 giờ mà không cần đến cái hội chẩn hoặc là phải nhập vào các khoa hồi sức. Ở trong cái khuyến cáo lấy bệnh phẩm máu thì bắt buộc là phải lấy bệnh phẩm ngay trước khi dùng kháng sinh nhé. Và phải lấy hai mẫu thì tốt nhất là một mẫu hiếu khí, một mẫu yếm khí. Nhưng thực tế thì cái yếm khí chắc chắn là rất khó. Ở Bạch Mai thì cho đến bây giờ rất nhiều năm chúng tôi cũng vẫn làm 2 mẫu yếm khí. Đấy, còn chỉ duy nhất một số bệnh viện như viện nhiệt đới trung ương là người ta có những cái labo cho phép cấy yếm khí, thì hoàn toàn cái này khác nhau. Nhưng tóm lại là vẫn phải lấy 2 mẫu cấy máu dương, 2 mẫu. Thì chúng ta biết rồi, 2 mẫu này quy định là gì ạ? Một mẫu ở đường truyền, một tóm lại là 2 đường lấy máu ở 2 tĩnh mạch ngoại vi 2 bên. Hoặc bệnh nhân chuyển tuyến với chúng ta mà có 1 tĩnh mạch trung tâm thì chúng ta lấy 1 mẫu ở tĩnh trung tâm, 1 mẫu tĩnh mạch ngoại vi. Đấy là cái khuyến cáo việc cấy máu. Đây là cái hình ảnh chúng ta thấy là người ta đưa lên, mới đưa lên ấy, là người ta vẽ, và cái này rất nhiều chuyên khoa đã để ở trên
để bằng những cái poster trên tường nhỏ nhỏ, hoặc là nếu các bạn đi học ở nước ngoài thấy rằng những hình ảnh này ta cho vào những quyển, những quyển lịch để bàn để cho chúng ta nhận thấy và chúng ta làm đúng đấy. Từ nhiễm khuẩn mà gói đầu tiên điều trị 1 giờ đấy là khẩn cấp, phải điều trị ngay. Đó chỉ chính là các bước của chúng ta trong vòng 1 tiếng thôi. Đo lactate này, nếu trên 2 thì lập tức phải cấy máu, phải dùng kháng sinh, phải truyền dịch rồi phải dùng vận mạch. Đấy chính là cái gói 1 giờ người ta đưa ra. Cái này rất dễ học, rất dễ nhớ, để các bạn cao học nội trú rồi chúng ta cũng phải biết. Gói công việc tiếp theo, công việc tiếp theo trong 3 giờ là làm đầy đủ những cái trong 1 giờ rồi. Nói như thế không có nghĩa rằng là nếu bệnh nhân đến với các bạn thời điểm nào chúng ta tiếp cận ngay các việc làm tại thời điểm đấy, chứ không cần phải làm lại từ cái gói 1 giờ. Hồi nhiên sốt nhiễm khuẩn mà chuyển đến phòng vợ người ta vào đến cấp cứu bệnh viện tỉnh chẳng hạn, lúc đấy là người ta đã bị tụt huyết áp đến 4-5 tiếng rồi, thì chúng ta không làm theo thứ tự các bước mà ngay tức chúng ta phải làm ngay trong vòng thậm chí là 30 phút tất cả các động tác, từ đặt đường tĩnh mạch rồi lấy máu, cấy máu, cho kháng sinh rồi bắt đầu, rồi lập tức là diện, rồi lập tức phải đổi cho thuốc vận mạch ngay. Thì tùy theo tình huống, tùy theo cái thời gian bệnh nhân đến với chúng ta mà chúng ta áp dụng. Một cái thứ tự tiếp theo là ở những bệnh nhân mà điển hình đấy, tiếp theo của gói 3 giờ là gì ạ? Kiểm tra lại lắc đắc máu. Nếu đến muộn với chúng ta vẫn phải lấy lại máu, dùng cấy máu, rồi dùng kháng sinh phổ dụng, rồi truyền dịch ngay. Đấy, nếu như mà bệnh nhân mà đến với chúng ta trong thời gian là 3 giờ, quá cái thời gian giờ vàng, chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục các cái nhanh, các cái động tác như thế. Tiếp theo trong 6 giờ thì duy trì huyết áp, phải tính toán, phải cân nhắc các loại thuốc huyết áp, thuốc vận mạch để sử dụng, làm sao mà huyết áp mục tiêu trung bình mạch trên 65. Thì chúng ta biết rồi, đầu tiên chúng ta dùng các thuốc alpha co mạch. Nói thế thôi, không phải bạn nào cũng duy trì noradrenaline từ 0,1, không được thì 0,2, 0,3 microgram. Chúng ta có bệnh nhân chúng ta thấy rằng là sốc kéo dài 6 tiếng mà da đầu chi rất lạnh, nổi vân tím rất nhiều, lắp tác thì không đo được. Thì chúng ta một đường truyền chúng ta xả dịch, thậm chí chúng ta có thể ngay lập tức bắt đầu bằng noradrenaline với liều 0,3 microgram và tăng mỗi 5, 10, 15 phút lên 0,3, 0,5, 0,7. Và nếu như chúng ta đã tăng cái noradrenaline là alpha co mạch loại tương đối mạnh rồi thì mà không được thì chúng ta chuyển sang adrenaline. Và nếu bệnh nhân sốc muộn, đến với chúng ta quá muộn rồi thì khi chúng ta đã dùng alpha co mạch liều cao mà không được, chúng ta kết hợp thêm dobutamine. Vì sao? Bởi vì trong các cái cytokine, các cái hóa chất trung gian nó có những cái nó gọi là yếu tố ức chế cơ tim. Nếu như sốc muộn rồi thì bệnh nhân để quá lâu, cái tình trạng tim nó sẽ bị suy, bị mệt, nó bóp rỗng do thiếu dịch quá lâu và tim nó phải hoạt động rất nhiều. Bệnh nhân vào khi đó là mạch rất nhanh hết rồi, trụy mạch, đệ mạch nhanh, huyết áp tụt, vân tím rất nhiều, thì khi đấy chúng ta ngoài bù dịch, ngoài dùng alpha co mạch nếu không được thì lập tức ta phải thêm ngay lập tức những thuốc beta 1 để tăng cường co bóp cơ tim như là dobutamine. Thì chúng ta tiếp tục làm gì? Đo huyết áp, tiếp tục theo dõi vận mạch, tiếp tục kết hợp các liều thuốc vận mạch để giữ được, duy trì được huyết áp trung bình trên 65. Làm sao lactate phải giảm? Cái động học của lactate giảm đấy là một điều rất tốt, chúng ta có thể không kỳ vọng lactate giảm xuống bắt đầu 9, 6, rồi 5 mmol. Đấy là cái dấu hiệu tốt của một cái diễn biến động học của cái lactate máu. Nếu có điều kiện thì chúng ta đo mà đặt cateter tĩnh mạch trung tâm. Đương nhiên phải đặt cateter trung tâm, mà có điều kiện đặt cateter tĩnh mạch trung tâm đó được tĩnh mạch trung tâm. Và nếu có điều kiện thì đo độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn, gọi là SCCVO2. Cái này nó sẽ chính xác hơn là cái đo SPO2 ngoài da. Thì SPO2 thì cũng chính là lấy máu tĩnh mạch trộn, là cái máu ở đầu tĩnh mạch chủ trên mà sát với nhĩ phải, duy trì với cái mức của cái SPO2 làm sao mà trên 70%. Rồi kiểm tra lắc tắc máu thì càng giảm càng nhanh càng tốt. Kiểm soát ổ nhiễm khuẩn thì rất nhiều cái bệnh nhân chúng ta thấy rằng là gì, ví dụ như một ổ nhiễm khuẩn chúng ta thấy là ví dụ một cái viêm tụy cấp mà có hoại tử, thì thông thường sau các cái việc như thế là bao giờ chúng tôi bác sĩ hồi sức phải đánh giá lại áp lực của bụng, phải chọc hút dẫn lưu các cái dịch tụy, hoặc là một cái nung ngủ giãn thận rồi mủ thận do những cái tắc nghẽn thì là ngay lập tức phải hội chẩn để những cái dẫn lưu về thận qua da như thế, hoặc những cái viêm túi mật hoại tử hoặc có thấm mật phúc mạc, thì sau khi chúng ta làm tất cả các động tác trên chúng ta phải hội chẩn với các bác sĩ ngoại khoa để xem người ta có dẫn lưu túi mật hay là mổ cắt túi mật, thì tất cả những đấy là phải loại gọi là kiểm soát chặt được cái nguồn nhiễm khuẩn và can thiệp ngoại khoa nếu như bệnh nhân có chỉ định.
Vậy thì khi bệnh nhân có nhiễm khuẩn, sốt nhiễm khuẩn, chúng ta phải lượng giá lại các cái việc chúng ta đã làm. Theo tôi, những cái hình ảnh mà tôi vừa đưa ra cũng như là những cái sơ đồ như thế này, các bạn, nếu các bạn là những cái bác sĩ có ở các chuyên khoa mà gặp nhiều bệnh nhân nhiễm khuẩn, hoặc là chúng ta có tâm huyết về nghề, chúng ta làm ra những cái poster nhỏ để cho nhân viên chúng ta làm theo. Đấy, ví dụ như trước một trường hợp chúng ta làm ra một cái tờ giấy rất đơn giản thôi, trước một trường hợp như này, kiểm điểm lại, kiểm tra lại tất cả những việc làm chúng ta đã làm được cái gì khi một bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốt nhiễm khuẩn. Xét nghiệm lác đác máu làm chưa, cấy máu trước khi dùng kháng sinh làm chưa, lượng giá đánh bằng các cái tích và những cái lượng giá, dùng kháng sinh phổ rộng chưa, và khi đã có vi khuẩn, khi đã có kháng sinh đồ thì phải xuống thang hay chưa. Cái này nó không có tác dụng trong một ngày, thậm chí rất nhiều ngày trong toàn bộ quá trình chúng ta đang điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn, sốt nhiễm khuẩn của chúng ta. Truyền dịch chưa, rồi dịch có đủ hay không, đánh giá dịch bằng cái gì, đo lượng nước tiểu theo giờ. Khi có sốc là phải đo đặt sông tiểu và đo nước tiểu theo giờ. Cái tiêu chuẩn nước tiểu đảm bảo là gì? Đo trên sông tiểu, đo bằng nước tiểu qua sông tiểu, và tối thiểu phải đảm bảo trên 0,5 ml/g cân nặng trong một giờ. Có nghĩa rằng lấy giá trị trung bình là trên 30 ml một giờ. Như thế là tình trạng sốc bắt đầu kiểm soát được bằng nước tiểu. Có lượng nước tiểu tức là có tưới máu thận, tức là đảm bảo áp lực lọc của thận, tức là đảm bảo áp lực động mạch trong cơ thể. Rồi đó là tim trung tâm. Nhân thể tôi nói luôn là áp lực tim trung tâm thế nào là đủ. Đủ tức là lấy cái giá trị từ 8-12 ml thủy ngân. 1 ml thủy ngân nhân 1,3 sẽ ra cm nước nhé. Đó là trung tâm và theo dõi được tim mạch trung tâm. Tất nhiên là đây là một trong các biện pháp để theo dõi cái tình trạng dịch trong cơ thể. Tất nhiên là áp lực tim trung tâm thì ví dụ trong trường hợp bệnh nhân thở máy pip cao, bệnh nhân chấn thương bụng, bệnh nhân có căng bụng, áp lực của bụng tăng cao, viêm tụy cấp, thì áp lực trung tâm này nó không chính xác, từ nó sẽ cao hơn bình thường. Thế rồi thì tiếp theo chúng ta đo SpO2, SCPO2 là những cái oxy, độ bão hòa oxy ở tĩnh mạch trộn. Rồi cần phải đặt huyết áp để đo huyết áp, theo dõi huyết áp xâm nhập liên tục. Thì đấy là những cái việc này theo tôi biết, và chúng tôi đi chỉ đạo tuyến, tất cả những việc này người ta đã làm tới các cái bệnh viện tỉnh làm hết rồi. Thậm chí ở một số những cái khoa hồi sức, khoa cấp cứu của bệnh viện khu vực, mà bệnh viện huyện này bây giờ là trở thành bệnh viện khu vực đã làm được rồi. Thì những cái này là nếu những cái bước này chúng ta làm càng sớm, mà tất cả các cái khoa cấp cứu bệnh viện huyện, khoa cấp cứu, khoa hồi sức bệnh viện tỉnh, thì lúc bệnh nhân sẽ không tiến triển nặng suy đa tạng và không cần phải chuyển lên tuyến trên nữa. Điều trị cụ thể thì kháng sinh, nói về kháng sinh, một là kháng sinh thì khuyến cáo dùng kháng sinh tĩnh mạch. Chúng ta chú ý là không dùng kháng sinh tiêm bắp, vì trong sốc thì làm gì có tưới máu mà tiêm bắp ở trong giờ đầu tiên nhé. Và kháng sinh phổ rộng, vì sao? Vì chúng ta không thấy vi khuẩn, thì chúng ta phải tùy theo ổ nhiễm khuẩn mà chúng ta dùng theo kinh nghiệm. Ví dụ như là một cái nhiễm khuẩn đường gan mật thì có thể phải thêm một chút cái vi khuẩn với kỵ khí như là nhóm metronidazole, hoặc là nhiễm khuẩn sản khoa thì phải thêm cả cái kháng sinh dalacin với vi khuẩn kỵ khí. Còn những cái vi khuẩn phổ rộng là gì? Tối thiểu phải là cephalosporin thế hệ 3, rồi aminoglycosid, rồi quinolone, rồi nhóm carbapenem. Đấy là những kháng sinh phổ rộng chúng ta chú ý. Và phải dùng ngay trong giờ đầu tiên, phải dùng tĩnh mạch và phải dùng theo cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh, chứ không phải dùng ngay bạch mai chẳng hạn. Thì tôi nói các bạn luôn là có rất nhiều khoa kháng sinh meropenem 2g gạch 2 cái mũi sáng chiều, thế thì làm sao được. Chúng ta phải dùng kháng sinh, ví dụ như chúng ta phải biết là gì, meropenem là phải thuốc đấy phụ thuộc thời gian, phải chia ngắn chia nhỏ liều mỗi 4 đến 6 giờ ví dụ thế. 2g phải truyền tĩnh mạch chia làm 4 lần, mỗi lần nửa gam kéo dài 3 tiếng. Thì đấy là những cái chúng ta phải dùng kháng sinh sớm, dùng kháng sinh đúng, dùng kháng sinh theo kinh nghiệm, dùng kháng sinh phổ rộng. Đấy là nói về kháng sinh. Ít nhất và khuyến cáo ít nhất hai kháng sinh để bao phủ được các vi khuẩn. Và khi sốc nhiễm khuẩn thì ít nhất là hai kháng sinh, thậm chí là thêm các kháng sinh như là gram dương tụ cầu, rồi các cái liên cầu, tóm lại những cái bằng chứng trên da, hoặc là những cái tổn thương, những cái viêm màng não, những cái viêm tai mũi họng, thế thì đòi hỏi thêm kháng sinh gram dương. Các nhiễm trùng sâu như tôi vừa nói về thêm kháng sinh kỵ khí, cái đấy các bạn sẽ phải đọc trong quyển hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Hội hồi sức cũng ra một cái quyển đã in rất lâu rồi, cách đây mấy năm rồi, thì các bạn có thể tham khảo trong quá trình đi công tác ở các chuyên khoa.
Và một cái nữa thì cũng phải nhấn mạnh các bạn là gì? Không dùng khuyến cáo, người ta khuyến cáo là không dùng kháng sinh thường quy cho tất cả các bệnh nhân giảm bạch cầu hạt. Có đấy. Không nên dùng liệu pháp kết hợp kháng sinh thường quy, không nên dùng liệu pháp kết hợp kháng sinh thường quy cho các bệnh nhân giảm bạch cầu hạt có nhiễm khuẩn hoặc là có vi khuẩn trong máu. Bởi vì sao? Bởi vì là những bệnh nhân mà có giảm bạch cầu hạt, thì chúng ta ở các chuyên khoa, nếu các bạn nào làm chuyên khoa huyết học cho ung thư biết rồi, khi đã có bạch cầu hạt thì bản thân ấy là đã phải dùng một cái liệu trình các kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn rất nhiều, bao gồm gram âm, gram dương, virus, nấm, PCP rất là nhiều, đúng không ạ? Như thế là ta không dùng kháng sinh thường quy. Thường quy đây là những cái thông thường đấy, cho các bệnh nhân giảm bạch cầu hạt có nhiễm khuẩn, có sốc nhiễm khuẩn. Tức là chúng ta phải xem trước đây bệnh nhân đã được dùng thường xuyên, ví dụ như là nấm đã được dùng thường xuyên với fluconazole rồi, thì bây giờ nếu dự phòng nấm, điều trị nấm, điều trị gọi là điều trị theo kinh nghiệm thì không thể không được dùng những cái thuốc nhóm azole nữa. Trước đây bệnh nhân đã dùng rất nhiều những thuốc thuộc nhóm beta lactama hoặc là những cái nhóm serotonin thế hệ 1 rồi chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta không được dùng những kháng sinh thông thường nữa mà phải dùng kháng sinh phổ rộng và có tác dụng với những vi khuẩn, những khuẩn bệnh viện, những vi khuẩn đa kháng cao hơn. Đấy là chú ý là không khuyến cáo dùng kháng sinh thông thường cho bệnh nhân mà có giảm bạch cầu hạt. Về vấn đề thứ hai là truyền dịch. Truyền dịch thì ngay lập tức khi chúng ta thấy là có nhiễm khuẩn và có Quicksilver trên bằng 2 đã phải truyền dịch rồi, để giữ cái huyết áp làm sao mà trên 100 huyết áp tâm thu, huyết áp trung bình trên 6/65, thì ngay lập tức truyền dịch tinh thể 30 mg nặng trong 3 giờ đầu tiên, 1 đến 3 giờ đầu tùy theo tình trạng bệnh nhân vào của chúng ta là sớm hay muộn. Có nghĩa là trung bình truyền từ 1.5 đến 2 lít dung dịch tinh thể muối. Tất nhiên là chúng ta lại phụ thuộc, một bệnh nhân vào chúng ta thấy phủ rất nhiều albumin, chúng ta lấy xét nghiệm nhanh về rất là thấp, thì khi đấy chúng ta bệnh nhân có phủ rất to mà bệnh nhân đi tiểu hoặc đi tiểu ít này có thể do giãn mạch, do tụt huyết áp, đi tiểu ít có thể do albumin máu quá thấp, thì trong hợp đấy chúng ta phải kết hợp truyền các dung dịch muối đẳng trương với một số dung dịch cao phân tử albumin tùy theo tình trạng bệnh nhân chúng ta chẩn đoán tại thời điểm đó. Sau khi truyền dịch 30 mg cân nặng mà hồi sức dịch mà huyết áp không lên, thì sau khi chúng ta dùng thuốc vận mạch alpha cao mạch kết hợp, chỉ nên kết hợp thêm với các thông số huyết động khác, ví dụ phải đặt cate, tối thiểu đặt cate tĩnh trung tâm, rồi làm siêu âm để đánh giá chức năng tim, đánh giá đường kính đi tĩnh mạch chủ dưới, đường kính mạch chủ trên để xem là xẹp, thiếu dịch hay là thừa dịch, làm các cái theo dõi thông số huyết động luôn liên tục USCOM để đánh giá tình trạng thiếu dịch, tình trạng CI, CO, tình co bóp của cơ tim, tình trạng sức khỏe mạch hệ thống. Rồi một cái rất đơn giản nữa, chúng ta làm nghiệm pháp nâng chân để đánh giá đáp ứng dịch. Thì cái này các bạn đi qua cấp cứu hoặc là một số chuyên khoa người ta vẫn làm. Là nghiệm pháp nâng chân là gì ạ? Mỗi lần nếu như bệnh nhân vào với chúng ta thấy là huyết áp 80, nhịp tim 140, mà bệnh nhân lại là 70 tuổi, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý mạch vành cũ. Thì vậy trước trường hợp đấy chúng ta có dám truyền 30 ml hay không, một kg cân nặng hay không? Hay chúng ta phải truyền dưới thăm dò? Vậy thì khi mà ở tuyến dưới chẳng hạn, khi mà chúng ta chưa đạt được cate tĩnh trung tâm, thì nghiệm pháp nâng chân này là một cái nghiệm pháp mà đáp ứng để đánh giá cái đáp ứng dịch tương đối tốt. Tất nhiên trong cái biện pháp này thì không có biện pháp nào là gọi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán, nhưng kết hợp rất nhiều biện pháp. Thì nhân đây tôi nói luôn nghiệm pháp nâng chân là gì? Khi bệnh nhân nằm đầu bằng thẳng, chúng ta sẽ nâng hai chân ít nhất 60 độ, tất nhiên được 90 độ tốt nhất so với mặt bằng của giường. Thì khi nghiệm pháp nâng chân này đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ cho dồn máu tĩnh mạch ở chủ dưới tĩnh mạch chân trở về tim thêm được một lượng tối thiểu từ 300 ml trở lên. Thì khi mà 300 ml trở lên chúng ta nâng chân, nó trở về tim phải, trở về tim trái trong vòng 5-10-15 phút. Nếu như đáp ứng dịch là gì, có đáp ứng với nghiệm pháp nâng chân là gì, trên máy monitor hoặc chúng ta theo dõi thấy nhịp tim chậm xuống, huyết áp tăng thêm được 5-10 ml, đấy là nghiệm pháp nâng chân có dương tính, và như thế là bệnh nhân có đáp ứng dịch và bệnh nhân chứng tỏ có thiếu dịch. Thì cái đấy chúng ta lập tức nó có thể truyền được ngay dịch với cái 30 ml trong cân nặng. Mấy chúng ta nghi ngờ, chúng ta thấy bệnh nhân khó thở, bệnh nhân xuất hiện có ran ẩm, bệnh nhân mà tôi không nằm được, tôi phải ngồi dậy, tôi khó thở lắm, thì chúng ta lại đánh giá lại cái phát nâng chân, hoặc chúng ta cho nằm đầu cao, chúng ta giảm dịch truyền, hoặc chúng ta phải đặt cate ở trung tâm, đặt các làm các biện pháp xâm lấn tiếp theo. Thì đấy là cái hồi sức dịch ban đầu.
Ở trong các dịch truyền thì muối là lựa chọn đầu tiên nhé, lựa chọn đầu tiên. Còn albumin thì chỉ dùng khi mà bệnh nhân có bằng chứng, ví dụ chúng ta thấy bệnh nhân hội chứng thận hư, nghi ngờ albumin máu rất giảm, nhìn thấy cái xét nghiệm nước tiểu tiểu tuyến dưới bệnh nhân đái 10 gram albumin protein một ngày, hoặc là bệnh nhân viêm tụy cấp vào chúng ta quá muộn đã phù rồi, chúng ta xét nghiệm máu thấy albumin chỉ có mười mấy, thì trong trường hợp chúng ta bù ngay các albumin 20%, làm sao đảm bảo được albumin huyết thanh phải trên được 25 gram lít. Với ARDS thì phải đảm bảo truyền làm sao để albumin máu trên được 30 gram lít. Đấy là theo các khuyến cáo cũng như là theo các cái hướng dẫn của thuốc của Bảo hiểm Việt Nam đồng ý cho chúng ta truyền khi mà albumin máu dưới 25 hoặc ARDS dưới 30 thì các bạn được phép truyền. Ngoài tôi nói luôn là ngoài cái muối thì trong một số trường hợp ví dụ như sốc mà có kết hợp với những tình trạng thiếu máu mà chúng ta chưa lĩnh được máu, hoặc là sốc mà chúng ta bù dịch chúng thấy là nó có thoát dịch ra ngoài huyết không lên, thì chúng ta có thể sau cái dịch đẳng trương này giờ đã chuyển nhiều rồi, chúng ta với dịch với albumin rồi mà huyết vẫn không lên mà tình trạng dịch có thể thừa, thì chúng ta vẫn nghi ngờ là thiếu dịch trong lòng mạch bằng hệ pháp nâng chân dương tính, chúng ta có thể kết hợp thêm một chút dịch dung dịch các phân tử. Tất nhiên là cái hesterin thì không khuyến cáo bởi vì nó có thể gây suy thận, nó có thể gây dị ứng, nhưng những dung dịch cao phân tử như zelofusin chẳng hạn thì có thể sử dụng được. Nếu tình trạng huyết động vẫn không cải thiện sau các biện pháp thì khuyến cáo thăm dò huyết động sâu bằng một loạt các biện pháp như tôi đã nói rồi đấy, siêu âm tim, USCom, rồi thậm chí là gì ạ, PICO, đánh giá cái tình trạng dịch trong cơ thể dựa vào cái nhiệt cảm thay đổi về nhiệt độ, PICO. Xoang găng thì bây giờ người ta làm cái nghiệm pháp thăm dò huyết động xâm lấn, đặt cateter vào động mạch phổi thì cái đấy ít làm hơn, nhưng các biện pháp ít xâm lấn như PICO, LICO, rồi USCom, rồi xuông thì chúng ta nên làm để theo dõi các cái dấu hiệu biến đổi, các cái dấu hiệu thông số của huyết động, xem như theo thời gian. Huyết áp trung bình mục tiêu phải đạt được tối thiểu 65 mm thủy ngân. Các thuốc vận mạch thì nói rồi, ưu tiên là dùng noradrenaline. Nếu amnaren không tác dụng thì có thể kết hợp với adrenaline và đánh giá chức năng tim, kết hợp thêm với dobutamine. Còn cái vasopressin thì thực tế dùng rất tốt, có tác dụng co mạch rất tốt khi mà các thuốc vận mạch, các thuốc co mạch khác thất bại. Nhưng trên thực tế nó hơi đắt. Cái thuốc này thì nó đương nhiên nó sẽ tác dụng trong trường hợp mà sốc chơ với các thuốc alpha co mạch khác. Thì với cái liều như thế này 0,3 đơn vị trong một phút vẫn đạt làm sao để nâng huyết áp đích trung bình trên 65. Corticoid thì người ta khuyến cáo hydrocortisone chỉ dùng trong trường hợp sốc nhiễm khuẩn mà đến rất sớm, những bệnh nhân mà thấy đáp ứng viêm dữ dội hoặc xuất hiện sốc nhiễm khuẩn sớm thì có thể dùng hydrocortisone, còn bình thường thì không chỉ định corticoid trong trường hợp sốc nhiễm khuẩn. Vậy thì những trường hợp nào, ví dụ như các bạn thấy là cổ điển, chúng ta vẫn thấy là trong gì ạ, trong trước đây là trong những cái màng não cầu đấy, những cái màng não cầu mà hay dùng những cái trong trường hợp mà chúng ta thấy nhiễm khuẩn huyết mà não mô cầu, rồi có viêm màng não mủ, có sốc nhiễm khuẩn rất nhanh, người ta nghĩ đến là có tổn thương tuyến thượng thận đi dẫn đến do tình trạng sốc, do tình trạng tắc mạch, tổn áp nói chung. Thì những cái hoặc là một cái streptococcus liên cầu lợn chúng ta thấy là cũng là một cái bệnh lý mà trong các guideline hướng dẫn nói đến là các độc tố dẫn đến sốc nhiễm khuẩn rất nhanh, thì có thể sử dụng hydrocortisone trong trường hợp mà sốc nhiễm khuẩn nhanh. Cách dùng hydrocortisone thì chúng ta thấy là ống 100 mg có thể dùng tới 200 mg một ngày chia làm 2-4 lần. Lắc nát thì là một cái thông số để theo dõi, thông số động để theo dõi là cái diễn biến của giảm từ máu mô. Đương nhiên nói từ phần trước rồi, nó rất là cao, nhưng mà khi mà giảm, bắt đầu giảm xuống hoặc giảm xuống rất nhanh, đấy là một dấu hiệu tiên lượng tốt của cải thiện từ máu mô. Không thông khí nhân tạo ở bệnh nhân sốc thì khuyến cáo thông khí nhân tạo vì là bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn hay gây tổn thương phổi theo cơ chế ARDS, nên là khuyến cáo là dùng thông khí nhân tạo với cái mức là VT thấp. VT thấp tức là 6-8 ml trên 1 gram cân nặng. Tôi xin lỗi là hết máy hết pin để nối điện đã.
Thì trong thông khí nhân tạo ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn thì người ta dùng theo cái chiến lược của điều trị viêm phổi ARDS, có nghĩa rằng là gì? Là dùng cái mức VT thấp. VT thấp tức là 6 đến 8 ml cho 1 kg cân nặng chị cài đặt trên máy, và sử dụng mức pip cao ở những người mà phổi bình thường có ARDS. ARDS ở đây thì chúng ta sẽ học bài ARDS, nhưng mà nhân thể tôi nói luôn hai dòng. ARDS thì được định nghĩa theo cái hội nghị Berlin 2012 đấy, là một cái tổn thương phổi mới tiến triển trong tuần đầu, với cái một là cái giảm tăng nhu cầu sử dụng oxy, giảm PaO2 giờ bắt đầu giảm là dưới 300 mét thủy ngân, rồi có tổn thương phổi, tăng tổn thương phổi trên X-quang bằng những cái hình ảnh như xuất hiện cái đám mờ mới, rồi các cái biểu hiện khó thở trên lâm sàng, tăng nhu cầu thở oxy, rồi P trên F thì dưới 300. P trên F dưới 300, nếu mà dưới P trên F dưới 200, 300 là mức độ nhẹ, 200, 100 là mức độ trung bình, và dưới 100 là mức độ nặng. Dưới 200 bắt đầu là ARDS, mức độ viêm phổi siêu hấp ARDS, mức độ trung bình, dưới 100 là mức độ nặng. Với diễn biến một tuần, tổn thương phổi mới xuất hiện, thay đổi tính chất đờm, rồi thay đổi tính chất khó thở, thay đổi nhu cầu oxy, thì đấy là cái ARDS thì chúng ta áp vào triệu chứng trong cái chẩn đoán ARDS trong bệnh cảnh sốc nhiễm khuẩn. Còn những cái khuyến cáo mà ARDS nặng, đặc biệt là những cái sốc nhiễm khuẩn đường vào viêm phổi như là cái mạng như cái COVID-19 ấy, chúng ta thấy nói đến rất nhiều. Thì với cái này hơi sâu cho khoa hồi sức, để điều trị ARDS thì ngoài cái chuyện là chiến lược thông khí nhân tạo theo ARDS nét là VT thấp, pip cao, rồi để thở là cái nằm sấp cho ECMO, thì cái này nó cũng các bạn nên biết, nhưng mà thực hành thì chắc là trong các chuyên khoa hồi sức thôi. Lọc máu, về lọc máu thì khi mà có sốc nhiễm khuẩn tổn thương thận, như tôi nói phần trước, có tổn thương thận, có giảm mức lọc cầu thận, có giảm thể tích nước tiểu, có toan chuyển hóa, có tăng kali máu, thì cái đầu tiên là chúng ta ở các tuyến dưới các bạn có thể sử dụng cái lọc máu cấp cứu HD thông thường. Nhưng mà chúng ta nghe thấy nói đến rất nhiều những cái biện pháp điều trị thay thế thận mà lọc máu liên tục, chẳng hạn tại CCVS thì người ta cũng nói đến là được đưa vào làm sớm để có tác dụng một phần loại bỏ các phụ các cái cytokine. Tất nhiên là không lạm dụng, vì cái cytokine thì nó ngoài cytokine có lợi nó còn hại, nó còn có cytokine có lợi. Vậy thì các cái khuyến cáo sử dụng các liệu pháp điều trị thay thế thận, nói chung chung là CRT đấy, ở bệnh nhân nhiễm khuẩn sốc nhiễm khuẩn, đặc biệt khi có tăng creatinine máu, khi có thiểu niệu vô niệu, khi có toan chuyển hóa, khi có tăng kali, thì đấy là tuyệt đối, đấy là tuyệt đối. Còn nếu mà áp dụng các biện pháp lọc máu liên tục như CCVS DF hoặc là các lò hấp phụ, thì tất cả cái biện pháp lọc máu ngoài cơ thể đấy người ta vẫn không khuyến cáo mạnh, nhưng mà vẫn chúng tôi thì vẫn thực hành để loại bỏ, nghĩ đến là có thể hấp phụ, có thể loại bỏ được những cái cytokine tham gia vào gây bệnh. Còn những cái nội độc tố, ngoại độc tố thì thực ra cái lượng trong nội phân tử nó rất cao, chúng ta không thể lấy được đâu. Ví dụ như một cái endotoxin trong nội phân tử nó tới 100.000 Dalton thì chúng ta không thể loại bỏ bằng các cái phương pháp thông thường như lọc máu liên tục được. Cái kiểm soát đường huyết thì trong trong hồi sức thì kiểm soát đường huyết thì tất cả các tài liệu gần đây đều nói là kiểm soát đường huyết làm sao đường phải dưới 18 180 mg/dL hay là dưới 11 mmol lít, bằng các cái sự theo dõi đường máu theo giờ và dùng insulin bơm tiền điện. Dinh dưỡng thì kết hợp dinh dưỡng tĩnh mạch sớm, kết hợp dinh dưỡng nếu trong đoạn sốc tụt huyết áp, nằm đầu thấp liều vận mạch cao, bụng trướng thì đương nhiên là phải dinh dưỡng tĩnh mạch. Còn dinh dưỡng đường tiêu hóa chỉ là cái ăn bắt đầu với thành phần khoảng 20% trọng lượng, 20% cái khẩu phần dinh dưỡng, và chỉ là chế độ để khởi động ruột, để giữ cho ruột nó tránh hiện tượng thẩm lậu, tránh lấy lại nhu động ruột, tránh hiện tượng thẩm lậu, thì chỉ cho ăn dinh dưỡng với chế độ khởi động thôi, còn lại là dinh dưỡng tĩnh mạch nhé. Rồi những cái khuyến cáo nữa là gì ạ? Là không nên dùng dinh dưỡng tĩnh mạch đơn độc. Rồi ở tận kết hợp dinh dưỡng với tiêu hóa, đặc biệt là trong 7 ngày đầu, thì đấy là những trường hợp, một số trường hợp mà bệnh nhân khó dung nạp đường tiêu hóa, hoặc là bụng trướng, hoặc là không cho ăn được đường,
tiêu hóa, thì người ta cũng khuyến cáo là không được dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần mà vẫn phải kết hợp với dinh dưỡng, khởi động chế độ dinh dưỡng đường tiêu hóa ở những bệnh nhân mà có các cái bệnh lý hoặc có các cái rất là khó khăn về dinh dưỡng tiêu hóa thì vẫn phải kết hợp một phần với dinh dưỡng đường tiêu hóa sớm. Những cái điều trị khác thì tất cả các bệnh nhân mà nằm trong hồi sức, đặc biệt là bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn, có thở máy, thì chúng ta phải dự phòng loét tiêu hóa do stress. Đấy. Giờ bằng các thuốc tùy theo, nhưng mà bằng thuốc ức chế proton như là omeprazole, lansoprazole, hoặc là không có chúng ta có thể dùng ức chế H2 như ranitidine, dăn tắc tĩnh mạch đấy. Dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu bằng các thuốc như là heparin standard, heparin trọng lượng phân tử thấp, hoặc là những bệnh nhân chống chỉ định với heparin thì dùng các cái băng để áp lực để dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu hai chi dưới, hoặc là bệnh nhân vận động thụ động tại giường bằng các cái chăm sóc của điều dưỡng. Chú ý là các bệnh nhân nhiễm khuẩn, sốc nhiễm khuẩn chúng ta phải theo dõi phát hiện DIC sớm bằng cái bảng điểm DIC score cộng với là gì ạ, có nguyên nhân khởi phát bệnh. Thì nếu như bắt đầu có nghĩ đến DIC sớm như là có giảm tiểu cầu dưới 100.000, có APTT kéo dài, có INR trên 1,5, bệnh nhân chứng 1,5, có sợi huyết dưới 2 gram, có nghiệm pháp rượu dương tính, có DDME tăng cao, thì tất cả những cái này là chúng ta đã phải chẩn đoán DIC sớm và điều trị theo giai đoạn của DIC. Ví dụ giai đoạn đầu tiên là tăng đông chẳng hạn, tức là bệnh nhân chưa nhận thấy, bắt đầu có một số yếu tố đông máu nhưng mà chưa mức độ chảy máu trên lâm sàng, lúc đấy đã phải dùng các thuốc heparin, thuốc chống đông, HB trọng lượng phân tử thấp với liều điều trị. Còn nếu như ở đoạn sau mà khi bệnh nhân đã giảm yếu tố đông máu một cách nặng nề cũng như các dấu rồi chảy máu trên lâm sàng, thì khi đấy là phải truyền các chế phẩm máu theo các xét nghiệm, ví dụ thấy sợi huyết rất là giảm thì truyền thêm yếu tố tủa, rồi thấy PT thấp, INR kéo dài, APTT tăng cao, bệnh chiến chứng kéo dài thì khi đấy phải truyền thêm các cái plasma tươi đông lạnh, tiểu cầu thấp thì phải truyền thêm tiểu cầu. Thì đấy là cái phát hiện DIC sớm ở giai đoạn tăng đông hoặc đoạn giảm đông chảy máu. Vậy thì kết luận của bài này là gì? Khi chẩn đoán một trường hợp nhiễm khuẩn có suy bắt đầu có đoạn chức năng tạng bằng quýt sofa hoặc là có sốc nhiễm khuẩn thì phải hồi sức sớm, kiểm soát ổ nhiễm khuẩn và điều trị hồi sức dịch, hồi sức kháng sinh theo cái nhóm, theo cái gói 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ. Đánh giá thường xuyên huyết động bằng các cái biện pháp thăm dò huyết động tùy theo tuyến chúng ta có để thay đổi các thuốc, thay đổi gia giảm các thuốc rồi thêm các thuốc trong quá trình điều trị. Và điều trị hồi sức tích cực toàn diện thì mục tiêu của cái điều trị sốc nhiễm khuẩn là làm sao lắc tát phải dưới 2 và huyết áp phải đảm bảo tối thiểu là huyết áp trung bình động mạch trên 65, rồi liều vận mạch phải giảm, sofa phải giảm đấy. Thì đấy là cái mục tiêu của cái điều trị sốc nhiễm khuẩn có tổn thương tạng và có sốc nhiễm khuẩn. Để xin cảm ơn các bạn. Thì sau đây đến phần các bạn có thể hỏi các câu hỏi nhé. Thưa cô có thể cho em hỏi vậy ạ, cái mình đánh giá cái lắc tát ạ, thì mình sẽ đánh giá sau bao nhiêu giờ và có nghĩa là cứ sau bao nhiêu giờ thì mình đánh giá lại một lần, với hơn nữa là nó giảm với mức độ bao nhiêu thì mình đánh giá là có ý nghĩa hả cô? Thực ra cái lắc tát thì đầu tiên là chúng ta phải nhận định một cái xét nghiệm lắc tát máu hoặc là khí máu động mạch ngay từ khi bệnh nhân mới vào đã. Thì cái này hoàn toàn là chúng ta phụ thuộc vào một là cái khả năng cung ứng máy móc của chúng ta. Nhưng mà đầu tiên lắc tát cao thì tối thiểu các bạn phải theo dõi đáp ứng dịch này, theo dõi huyết áp trung bình động mạch, huyết áp thông thu động mạch này, theo dõi cái rồi bổ sung đầy đủ những cái như dịch truyền, thuốc vận mạch. Nếu như chúng ta thấy rằng huyết áp trên lâm sàng bắt đầu là có xu hướng, là bắt đầu đảm bảo được ở cái mức như chúng ta mong muốn, thì đương nhiên là sau 3 tiếng chẳng hạn hoặc sau 2 tiếng tùy theo các bạn. Nhưng nếu như chúng ta thấy một tình trạng sốc mà tiến triển rất là nhanh, xấu đi, có nghĩa rằng là mặc dù chúng ta bù dịch nhanh, mặc dù chúng ta đã cho hai thuốc vận mạch kết hợp ngay lập tức, bù dịch rồi đặt cateter tĩnh mạch trung tâm, bù theo CVP rồi, mà chúng ta thấy trong vòng 30 phút 1 tiếng bệnh nhân vẫn tiếp tục là rỉa ra lại huyết áp tụt, không đáp ứng với vận mạch, rồi bắt đầu nổi vân tím, khó thở, các chỉ số tạng thì sơ bộ đánh giá tăng lên rất nhiều, thì trong trường hợp đấy chúng ta thậm chí là một tiếng sau chúng ta phải làm lại.
thì không có cái ranh giới, không có cái bắt buộc là 1 hay 3 tiếng. Nhưng nếu bệnh nhân xấu đi, trông thấy trong lúc chúng ta áp dụng đầy đủ các biện pháp này rồi thì chúng ta vẫn có thể phải làm lại ngay lập tức sau 1 tiếng. Nhưng nếu như tình trạng ổn định thì chúng ta các đáp ứng, tức là đáp ứng với các biện pháp chúng ta đang điều trị thì có thể 3 tiếng, còn 6 tiếng thì quá chậm. 6 tiếng thì chỉ khi mà những cái giờ sau ấy, khi mà bệnh nhân đã bắt đầu ổn định rồi, chúng ta mới có thể làm 1 ngày 2 lần hay là 3 lần. Đấy là những lúc mà sốc đã ổn định và đang trên đà kiểm soát được. Còn trong giai đoạn mà mất kiểm soát thì thậm chí là mỗi tiếng 1 lần. Có giai đoạn bắt đầu kiểm soát được, đáp ứng, bắt đầu đáp ứng với các biện pháp thì chúng ta có thể làm 2 tiếng 3 tiếng 1 lần. Đấy, thì bởi vì cái này thì nó nếu như mà các bạn có những cái kit chỉ làm mỗi khí máu hoặc là chỉ làm mỗi lắc tắc không thì nó sẽ không không khó, chúng ta có thể làm hàng tiếng. Nhưng mà như ở hồi sức chẳng hạn, một cái xét nghiệm khí máu động mạch nó bao gồm rất nhiều thông số từ khí máu cho đến trong đó có đường, có canxi, có hemoglobin, hematocrit, có các tính toán các cái điện giải lắc tát, thì một cái xét nghiệm đấy thật 300 chẳng hạn, thì cái đấy lại là phải cân nhắc là không phải cứ làm 30 phút một lần được. Cái này hoàn toàn là, một là dựa vào diễn biến lâm sàng, hai là dựa vào cái khả năng cung ứng của bệnh viện. Nếu các bạn làm lắc tát ở trên khoa sinh hóa chẳng hạn thì nếu các bạn làm hàng tiếng một lần thì có khi người ta lại nói cho, thì ví dụ thế thì 3 tiếng 1 lần, thì cái đấy hoàn toàn là phải phụ thuộc vào 2 cái chính là tình trạng bệnh nhân nặng đi hay là đang đáp ứng, thứ hai nữa là cái khả năng về cung ứng vật tư và máy móc của cái đơn vị chúng ta. Cô ạ, cô cho em hỏi về cái bảng quick show file ạ. Thì em có đọc một số tài liệu nói là cái quick show file thì thường là nó sẽ có cái tính, có nghĩa là cái tính đặc hiệu, cái tính hiệu quả nhạy của nó sẽ cao hơn đối với nhiễm khuẩn ngoài bệnh viện. Còn cái nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện thì nó đang còn tranh cãi, thì em không biết cái có đúng không ạ cô? Cái quick sofa là một cái công cụ để chẩn đoán rất nhanh. Từ đấy các bạn phải chú ý nhé. Quick sofa là một công cụ để đánh giá cái đáp gọi là cái hiện tượng một cái tình trạng đáp ứng viêm của cơ thể với một tác nhân gây viêm. Nhưng mà khi có hiện tượng mất kiểm soát, có nghĩa rằng là gì ạ? Nếu bình thường trước một cái tác nhân gây viêm, cơ thể phản ứng bằng những cái như là sốt rồi thở hơi nhanh rồi hơi mệt mỏi, đấy là cái chuyện bình thường đúng không? Khi một cái trường hợp nhiễm trùng thì nào là môi khô, thở nhanh rồi mắt trũng rồi mệt mỏi rồi da ẩm ướt, thì đấy là tình trạng chung. Nhưng mà người ta nói đến là gì, quick sofa khi xuất hiện tức là đáp ứng của cơ thể với tác nhân gây viêm đã bắt đầu mất kiểm soát, có nghĩa rằng là gián tiếp là hình ảnh là gián tiếp nghĩ đến là các cơ chức năng các cơ quan bắt đầu bị ảnh hưởng. Cụ thể ở đây là bệnh nhân có thở nhanh tức là hô hấp, có ý thức tức là não, có huyết áp tức là tuần hoàn. Thế thì nó rất có giá trị trong phát hiện sớm với một cái diễn biến mà chúng ta thấy nhận định ngay trong vòng 1 giờ đầu tiên đấy. Thì đương nhiên nó rất đặc hiệu ở những bệnh nhân mà đang khỏe mạnh hoặc ở ngoài cộng đồng có một cái nhiễm khuẩn. Sau đó thì tôi vẫn rất thích dùng cái từ là nhiễm khuẩn nặng đấy, tức là nhiễm khuẩn xong thông qua hội chứng đáp ứng viêm không đáp ứng được nữa, trở nên là nhiễm khuẩn nặng hơn và bắt đầu có dấu hiệu loạn xạ. Thế vì sao thì hoàn toàn đồng ý với em, các nghiên cứu nói như thế. Trong bệnh viện thì người ta không dùng các quick sofa mà người ta phải đánh giá tuần tự là một xuất hiện một cái dấu hiệu nhiễm khuẩn mới, đi tìm ổ nhiễm khuẩn bằng cách khám, bằng cách hỏi, bằng cách cận lâm sàng. Sau đó thì bắt đầu đánh giá các marker viêm, thậm chí marker viêm trong bệnh viện người ta phải làm rất sâu, không phải là chỉ có bạch cầu, thậm chí là procalcitonin, đấy, thậm chí là định lượng các interleukin cho đến xét nghiệm chức năng các cơ quan để xem là chỉ số sofa. Nhưng sofa này nó phải từ cái ổ, từ cái tác nhân gây viêm đấy nó dẫn đến cái tăng sofa, chứ không phải là sofa ở bệnh nhân tiêu hóa đang có suy gan hay sofa ở bệnh nhân có khoa thận tiết niệu đang có suy thận. Như vậy thì trong bệnh viện thì nó sẽ khó, bởi vì sao, bệnh nhân đã phải nằm viện có nghĩa rằng là người ta đã có những tình trạng chung của người ta, không phải như bệnh nhân ngoài cộng đồng. Một bệnh nhân trong bệnh viện của em chẳng hạn thì đầu tiên khoa thần kinh chẳng hạn, hay là bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu hay là mệt mỏi rồi thờ ơ rồi thậm chí là có những bệnh lý khác như là bệnh lý hệ thống chẳng hạn, thì bản thân có thể là cái bình thường mạch nó đã nhanh, bình thường là tình trạng ý thức đã không hoàn toàn tỉnh táo, thì người ta sẽ không nhận định bằng 3 cái dấu hiệu quick sofa đấy mà chính là bằng các marker viêm bằng sofa.
cộng với một ổ nhiễm khuẩn mới xuất hiện, thì đương nhiên là cái giá trị của Quick Sofa trong bệnh viện, đặc biệt bệnh nhân nặng thì nó không có. Và thậm chí khoa chúng tôi là không dùng Quick Sofa, khoa là phải dùng tuần tự như tôi vừa nói đấy. Ổ xuất hiện nhiễm khuẩn mới với các dấu hiệu mắc cơ viêm và các điểm sofa, tức là các cái tạng nặng lên bởi tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn mới mà vừa xuất hiện trong bệnh viện. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Các bạn còn hỏi gì không? Đã có ạ. Em cô em muốn hỏi là cái việc mà mình dùng vận mạch để mình duy trì được cái huyết áp trung bình trên 65 mm thủy ngân này ở bệnh nhân nhé, thì mình nếu mình đã kiểm soát được huyết áp của bệnh nhân thế rồi thì mình sẽ duy trì trong bao lâu và khi nào mình xem xét mình cắt được cái vận mạch cho bệnh nhân ạ? Em cảm ơn cô ạ. Thứ nhất là một là cái cách dùng vận mạch thì cô nói rồi, nhắc lại thôi. Đầu tiên là chúng ta phải một alpha co mạch, noradrenaline, dopamine nặng hơn nữa, noradrenaline nặng mà không đáp ứng nữa kết hợp với vasopressin. Đương nhiên chúng ta không dùng một alpha co mạch liều leo thang mãi, mà khi bắt đầu ở cái liều cao, tức là tới 1 microgram cái âm cân nặng trong 1 phút mà huyết áp đã không đáp ứng được rồi, thì các em nhớ những người nào mà học chương trình cũ hoặc là các cái trường khác ấy, thì các thầy hay nhắc đến một cái từ gọi là sốc nóng sốc lạnh. Bản chất của sốc nóng, nóng là dạng tăng động, tức là giai đoạn đấy là chức năng tim nó còn đang gồng lên để chống chọi với cái hiện tượng giảm sức cần mạch, giảm thể tích dịch lòng mạch. Tức là khi đấy là CCO nó còn, thậm chí là diện CO nó còn, CI nó còn tăng, tăng để nó CI tăng thì lâm sàng tức là nhịp tim rất là nhanh để nó bù trừ lại hiện tượng là thể tích lòng mạch giảm. Và khi chúng ta bù dịch đủ thì lập tức là chỉ số tim nó đã giảm, tần số tim nó đã giảm. Thì đấy ta hay gọi đoạn đầu tiên là tăng động. Đoạn sau là đoạn mà tim nó quá mệt rồi, bắt nó co bóp mãi, bắt nó hoạt động mãi mà nó chúng ta gọi tình trạng bóp rỗng ấy. Ta bệnh nhân trải qua một cái sốc rất nhiều giờ không được bù đủ dịch, thậm chí là chưa bù đủ dịch đã dùng alpha co mạch. Dùng alpha co mạch ở bệnh nhân không bù đủ dịch thì càng làm cho tim nó mệt mỏi, nó bắt nó phải tăng gắng sức. Đoạn đợt sau là đoạn bắt đầu có suy tim, mà hoàn toàn phù hợp với cơ chế sinh lý bệnh, là khi sốc nhiễm khuẩn thì có một cái MDF là yếu tố ức chế cơ tim, nó là một trong các cytokine, nó cùng với hiện tượng như cơ chế tôi vừa nói, thì làm cho tim bắt đầu suy. Thì dạng đấy đương nhiên phải kết hợp thêm với beta 1, tức là dobutamine. Đấy. Thế thì vậy thì cái cách để sử dụng liều vận mạch là gì? Một là tiên quyết là phải bù đủ dịch bằng đo các cái chỉ số thăm dò huyết động, thăm dò dịch, như tối thiểu phải là áp lực bên trung tâm. Bắt buộc phải bù đủ dịch, thậm chí là người khỏe mạnh không có bệnh lý nền về tim thì để dịch nó ở mức độ cao một chút là 12 ms thủy ngân. Bù đủ dịch rồi thì kết hợp cộng với là alpha co mạch. Alpha co mạch liều cao rồi vẫn không thấy đạt thì kết hợp với beta 1 là dobutamine. Và khi chúng ta chọn một cái liều thích hợp để giữ một cái huyết áp trên 65 mét thủy ngân trung bình hoặc là trên 100 trên 90 mét tâm thu với một cái lắc tác đang giảm thì đấy là chúng ta coi như bắt đầu chúng ta thấy gọi là tình trạng sốc kiểm soát được. Với cái vận mạch như thế, với cái oxy như thế thì gọi là kiểm soát được. Đương nhiên kiểm soát được thì tình trạng kiểm soát được nó kéo dài bao nhiêu lâu, kéo dài vài tiếng hay mất một ngày là do cái tình trạng sửa chữa các rối loạn cơ quan của từng bệnh nhân. Trong một ngày đấy, chúng ta đang dùng cái liều vận mạch đấy, chúng ta bắt đầu gì ạ? Bắt đầu đái lại, bệnh nhân creatinine từ 200 xuống 150, tiểu cầu từ 100 lên 130, không ạ, đông máu, rồi nhu cầu oxy trên máy thở giảm đi. Thì như thế có nghĩa rằng các dấu hiệu tạng suy đang ổn định, đang giảm dần. Thì trong hồi sức chúng tôi thì chúng tôi bắt buộc phải đánh giá cái sofa hàng ngày. Sofa hàng ngày mà giảm, tức là dấu hiệu sốc nhiễm khuẩn, dấu hiệu suy đa tạng đang đáp ứng với điều trị của chúng ta là có đáp ứng tốt. Vậy thì khi lắc tác bắt đầu giảm rất nhanh, thậm chí trở về bình thường, khi huyết áp thậm chí là trên máy monitoring nó tăng thêm, thì khi đấy bắt đầu là gì? Chúng ta bắt đầu giảm liều vận mạch. Tăng theo bậc thang thì thậm chí bậc thang rất là cao, nhưng khi giảm thì chúng ta phải giảm theo bậc thang một cách từ từ. Đấy, có nghĩa rằng là diện sốc ổn định trong một giai đoạn nhất định với chức năng các tạng đang hồi phục, thậm chí là lắc tác trở về bình thường,
huyết áp trên mức độ bình thường mong muốn là trên phải trên 100 mét thủy ngân, hoặc là trên 6 trên 100 hoặc tối đa trên 65 huyết áp trung bình. Mà tình trạng đấy bắt đầu là, thậm chí là nhiều nhân chúng ta huyết áp rất tăng thôi, thì khi đấy bắt đầu các bạn sẽ giảm liều thuốc vận mạch, thậm chí giảm, không những giảm thuốc vận mạch mà là giảm cả oxy trên máy thở rồi cai máy thở. Thì đấy là cái cách chúng ta thăm dò trong giai đoạn mà đang ổn định với cái điều trị và bắt đầu giai đoạn tiến triển tốt lên của các chỉ số tạng cũng như là các cái thông số huyết áp và lắc lát, thì đôi lúc chúng ta bắt đầu giảm từng bước. NO đang từ 1 microgram giảm xuống 0,8, giảm xuống 0,7, 0,6. Thế còn cái bậc thang giảm thì do chúng ta, bệnh nhân chúng ta huyết áp tăng vù nên chúng ta phải giảm 30 phút một lần, thậm chí là trong một ngày chúng ta giảm về không được. Nhưng có bệnh nhân thì từ 0,8 giảm xuống 0,6, bệnh nhân lại tụt huyết áp, thì lại ta phải xem lại là bệnh nhân này có giảm albumin, bệnh nhân này vẫn còn yếu tố sức cảm mạch hệ thống hơi thấp, nằm dưới hạn thấp, thì trong hợp đấy chúng ta sẽ không giảm được NO một cách thật nhanh. Thậm chí có trường hợp chúng ta giảm NO nhưng bệnh nhân thăm dò thấy si số hơi thấp thì phải tăng một chút DOMU và giảm NO. Đấy hoàn toàn là nghệ thuật, chúng ta phải dựa vào rất nhiều thông số để chúng ta tinh chỉnh. Thì tôi vẫn nói với các bạn là chữa bệnh nhân sự ứng khuẩn suy đa tạng nặng ấy, thì nó là cả một cái nghệ thuật, rất nhiều các biện pháp và phải tinh chỉnh, phải vi chỉnh rất nhiều thứ, cân nhắc thậm chí cái này giảm nó không được thì phải tăng lại, rồi tìm lý do tại sao không giảm được, phải thêm bổ sung các thuốc khác. Thì đấy là cái mà các bạn phải đi thực hành lâm sàng để chúng ta điều trị bệnh nhân nặng. Xin cảm ơn em. Cảm ơn cô ạ. Các em còn hỏi gì không? Các bạn còn hỏi gì không? Nếu các bạn không hỏi gì chúng ta nghỉ nhé. Dạ vâng ạ. Alo. Em cảm ơn. Rồi các bạn các em nghỉ nhé. Dạ vâng ạ.